đây mà đập nông ra. Chị xong nhá. Dạ vâng. Em xin phép đi về nhá. Em cảm ơn chị nhá. Dạ. Gì đấy? Em làm cái cổng. Đó, để anh làm cho. Xong rồi đấy. Đấy, anh còn cái ống như này à? Vâng. Một khi nịnh nhỉ? Ố, nhìn đẹp nhỉ. Cái này đấy, tốt lắm đấy ạ. Đông này. Cái này á, cái tay buộc vào cầm máu tốt này. Đẹp nhỉ.
ơi. Dạ. Đâu anh Thùy? Đây. Em được cho anh. Được em ơi. Chắc dựng thôi. Dạ, dựng ngay kìa. Treo này. Cái đấy cái mũi trông giống con chó nhưng lại có sừng. Em mang nó phơi mà. Em ơi. Dạ. Anh nào đi lấy cái biển treo cho anh. Vâng. Anh đi nhanh nhá. Đẹp không? Đẹp nhờ. Ủa đẹp thế. Cái này treo lên đẹp lắm. Em thử lên trên nhìn xem đẹp không? Đẹp đấy anh ạ. Chờ đây nhá. Vâng. Một cái dây này. Một cái dây vào. Chắc là dài một tí. Giữ anh nhé. Giữ cái biển đó. Giữ cái biển đó. Ai họ đến nhà họ biết ngay. Nhà của Yến. Được rồi đấy. Đi mang lên. Em mời anh nâng em lên nhé. Tuyệt vời luôn. Đây. Đấy. Nhà của Yến.